Em xin chào cả nhà mình nghe đã đến với kênh Lê Nga Vlog. Hôm nay em sẽ đi đặt cặp cua cả nhà. Em mời cả nhà theo em coi hôm nay em đặt cặp cua có thành quả chưa cả nhà. Em đặt cặp cua biển. Em chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho kênh Lê Nga Vlog nha. Em mời cả nhà nghe. Bây giờ là em xuống tới nước mặn luôn rồi đó. Em có đem mấy cái cặp cua khác. Chưa chân không có cua mà bị cắn như cái tay thế vậy. Từ Cần Thơ ta lượt xuống Cà Mau. Thế là có con cua nào nó đói thì nó vô đây nó sẽ vô bụng nha. Em đặt bây giờ là tới cỡ chắc chiều chưa chưa chiều chiều vậy em mới dở. Giờ mình không đi đường thẳng mình đi đường xém đó. Để nữa mẹ xả nó cạn cạn ra cái đầu em thục hét luôn. Không biết cả nhà mình có ai nhớ đến em không, trong cái thời gian lâu rồi em không có ra clip quá trời mấy cái hang đó, nó đục kìa. Thiệt mà chắc có cua đi gần gần đi, đi xa quá mệt. Trái nằm bên trong có kinh nghiệm đầy người, công nhận không phải nịnh Lê Nga gì nó làm được chứ, gì có ăn nó làm được. Gì mà liên quan tới ăn là Lê Nga làm được. Lúc đó có ai chắc người ta nói tụi em khôn dữ rồi, nhỏ thông minh dữ. Lấy tôm đổi cái chốt, bây giờ mình lấy cá mình đổi cua. Nhanh gọn vậy. Em giờ để em nhắn gặp trước. Em sẽ làm theo một cái kiểu mà thôn nữ ở chợ nha. Nãy giờ là em làm theo cái kiểu mà gái quê, rồi giờ tới em làm gái chợ. Này sao chị đấy hả? Đi đi trời gấp đâm nó hỏng lộn. Ủa sao em làm cũng nhẹ mà sao nó cũng cũng dễ vậy trời. Rồi sao nữa gì đó hả, hỏng lên. Em làm mấy cái kiểu mà thùy mị nữ tính là làm được ta, sọt nhẹ nó cũng lủng. Mà mình quay vô nó được rồi, một hồi mình đi dở gặp đó. Cái xong cái mình hả cho cái nhà thấy khi mình đi vô gặp dở gặp nó quay. Rồi em đặt cặp cua từ sáng giờ cả nhà, bây giờ tới em đi thăm gặp. Sáng đi lúc trời mát, bây giờ nắng quá.
Trời ơi. Con cua. Không làm gì được luôn. Gài lại không? Ừ. Nó bị lớn nó vô nó cũng quậy. Nó là nó quậy chứ nó ăn uống. Mình chuyên nghiệp chứ. Em thấy làm gì em cũng chuyên nghiệp chứ. Tự tình đi gớm. Vô con bự bự còn ham vô con bự lớn chứ làm gì. Mới mở hạn con nó như là con dẹm nha. Con dẹm chứ không phải dẹm. Xem nhớ có đặt nhà ta nữa một cái. Nói đặt chậm. Nhưng mà không có đặt. Sáng đi chậm thì lắm. Nó nhấp cái bàn. Để chiều mới thăm. Để chiều mới thăm mà em sợ là chiều nó ra cái hết mồi. Bữa nay còn mồi không? Hai cái cái nào cái dung của mẹ hết luôn ta không biết hên xui. Ôi về đây nhiều trò chơi mà nói vậy quá thuốc cá. À mất ra thuốc cá luôn. Trời lớn luôn sập cái mà mốt thì về cái mẹ nó hơi miễn tiếp dân Cần Thơ. Dính con cua cái đỡ buồn như trời. Trời nắng ăn lịch chống chỗ này hoài. Ba cái. Hồi chơi tắt thì để hỏi lại kia coi có không để chơi chống xa quá mệt. Một công được gì một công vuông cái gặp không vuông cái gặp trời nóng này bơi không xịt lãi đi tới cái gặp đây của con cái vô địch đen biết mấy cái gặp này như cái này cái thứ tư đây làm sao nè có cái chô đổ vô chô má này nó tham sợ ăn ba ơi gian vậy vậy nè có dây chối không đi em có gì đâu không em ê cua thì bé em chối cua nghe cả nhà cua nhấn chân sao quên mẹ nó đẹp không ngồi thẳng đấy thế rồi đoạn dưới không nội ơi cua ngồi rút lờ quên mà tôi cũng quên thằng lọ dưới ạ lọ tao thịt này đó đường nào tao cũng sợ cũng càng đâu rồi xong hình như là em chốt chỗ này chốt ngược đi đi luôn đi rồi đúng rồi lâu quá không chối luôn làm gì đây nhưng mà mau mà cũng không biết chối cua
chứ giỡn em dễ ẹt. Cũng có đâu khó. Hôm nay anh cô ấy kìa. Hôm nay anh cô ấy kìa. Nó cua đây, cua đây. Cua đây, cua đây. Ê trời, ê, ê. Ê, ê. Cái này. Để chú. Ê. Để chú. Tại chết không đó. Người ta còn nhịp, người ta vô rồi tự nhiên thấy cua. Phải lên. Em để cho nó gượt chế xuống đất. Làm để người ta nghĩ sao mà dính là được rồi ông nội. Vậy không? Để tôi nhìn đây đây không thấy. Chá, chá không còn hộn thôi. Ê, ê. Cua nào cũng cua mà nó bò ra đây nè. Bò là em bắt được rồi đó, em chấu được rồi đó, còn cái nụ cột nữa. Để không cột nó luôn hả? Không, để gì cho tôi biết. Ê, nó có cái gì đó. Giờ nó hồi lên hến nè. Nó hồi lên hến nè. Đây một con nó là cũng đủ một tô bánh canh. Hôm nữa nó bánh canh hoài, không có ăn bánh canh. Luộc đi chỗ lẻ. Về nước nó có gì không? Về nước. Tôi sợ lắm vậy. Đi. Cái dao này đúng như nước luôn. Nghĩ xa đem cái dao lớn cái rồi ta chúng cua gì đuôi về lại đi lên nó cây rồi chúng cua cái xào ủa chứ chứ đem tổng cộng mà lấy cái đồ chối cua vậy. Có ba cộng má ơi nghĩ sao có chụp cái học lấy ba cộng dây vậy ông nội không hồi nãy nói ra lấy thêm mà quên còn mấy con kia là cho bò lĩnh ngảnh lĩnh ngảnh hả ừ. Đẹp nói sao giống như bữa thằng Bi là đó định nó con một đủ tôi ăn nha trời. Bốn năm cái, bốn năm cái đó dính bốn năm con nữa mà. Có gì? Ừ. Ê, ê. Để lát nhé. Con được cái. Không, không, không. Để lát nhé. Ủa không giữ chưa chừng sao mẹ ngu quá à? Mẹ không kẹp như cái con kia nó kẹp cái một cục mồi em hiểu rồi con nãy nó xem được rồi nó xem được mồi trên nó rất dễ đây để nó ra ngoài nó đi chứ dở quá đâu cần ra ngoài đâu nó nằm trong cái gạch dữ nó dữ thiệt ngon dữ là dữ chừng nào ra để có khi nào mà dở con cua lên hồi càng nó mắc rồi ngoe nó mắc không chứ có cua gạch nhã càng hoài gì đó. Thử khách ta cũng thử khách này luôn. Đường nào làm cũng được. Đường nào làm cũng được. Chứ đừng có hỏi em.
Anh ngon hơn. Gái điện. Hai cô cái, ủa hai cô được. Nắng gì? Ê. Nắng. Hai em. Hai con hả? Đi được. Đây con mới nhỏ. Ê có ba cọng dây cháu hết hai cọng rồi đó chứ. Nãy nó ra lấy nữa mà quên. Khoan khoan để em đổ vô đây. Đó nghe là sao? Gò tay bắt nó. Ủa người cùng lấy chung số chưa? Đưa bịt mồm em. Dính cái sao? Chốt luôn coi. Đó. Bên đây. Bên đây. Để ẹt xuống. Ừ, hỏi với cái cọng dây này nè, cột nó cũng được cũng chứ. Đi sao đi, đi sao. Bốn em. Em hỏi kiếm con cua gạch sao. Hai chị ngu em chịu không thấy gạch xong. Ngu nghĩ chưa? Có kiếp này thôi. Ê, như cái đuôi nó không thích hơn cái đầu chứ. Em nói nãy giờ con ngồi ăn cũng mang cái đầu mà. Tại chỗ nào có cua đó mấy. Sao em thấy còn là còn cái đuôi luôn. Còn mấy con cái đầu lên tan mất chứ. Chúng nó mất hai con rồi. Con cho bố sơ với con cho bố sạc. Con ê, nãy cái chỗ mà nó không có thì mình cũng về. Về qua cạnh bên kia. Cái con nó vô. Nè.
Này có tính không? Cái này tính không? Nó lỗ gách chỗ nào Ta được đủ con, ta vô đây. có dài dòng tối luôn không? Còn con đó, cái con cộng với cộng dây này. Ê, hai cọng kìa. Hai cọng với cọng. Trời công nhận luôn, lấy gì đủ bốn cọng. Đây thiệt kìa. Lì gặp nga lì hơn, kiểu gì nó cột cũng được. Buông tay ra mẹ. Bé mẹ. Cái gì sẽ cột chứ? Để thách để thử đi ra đi 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 nhã nhã con khỉ hai càng có hai cái kìa nhã nhã cái mừng chết giống lên đến cô này nha. Tuốt sao rồi cái điện thoại đi chứ đâu cái đầu con kia lại kia. Sau một hồi em vật lộn với bốn cua, nhưng nãy giờ là em được bốn con cả nhà, thế là bữa nay em có một bữa ăn ngon. Nãy giờ em gượt mấy con cua đặng em cột, con này nó nhỏ vậy chứ nó chắc nha, cua kia cua y chứ đọc cái này nè. Hả? Cua y cua y luôn. Còn là cua đực không? Không có con gái nào chứ, được bữa nay mấy đứa con gái đi đâu chứ, còn mấy thằng được cửa không. Đây em được bốn con cả nhà đó. Thế là em sẽ có một bữa ăn ngon. Dạ em xin kết thúc clip tại đây. Em hẹn cả nhà mình vào clip sau. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho kênh Lan Nga Vlog nha. Bye bye cả nhà. Vuốt dây luôn. Chút xíu nè. Ủa cái dây này là do em vuốt. Vô trái cột như chắc chưa. Nắm cái dây. Chút nữa vuốt xong. Vuốt cái bà. Linh ơi Linh nộ là muối ớt. Bây giờ không lẽ em vô em làm thêm một cái clip nấu cua. Thôi em về đây, bốn con đó là đủ rồi đó. Em hai con, con gái em hai con, em Cà Mau không ăn cua.